Từ những đồng vốn nghĩa tình ban đầu của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng David Dương, hàng chục nông dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã cải thiện cuộc sống, dương lên làm giàu và tạo thêm việc làm cho người lao động. Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Viết Dương do Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam, ông Đê Viết Dương khởi xướng. Tổng nguồn vốn 1 tỷ đồng đã được phân bổ về các cơ quan, đoàn thể của huyện Thủ Thừa để dẫn động hướng dẫn nông dân, phụ nữ, thanh niên tham gia dây vốn, tự tạo việc làm. Trong đó, quỹ phân bổ 300 triệu đồng cho huyện đoàn Thủ Thừa, Hội Liên hiệp Phụ nữ quyện nhận 160 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện 290 triệu đồng và Hội Nông dân huyện 250 triệu đồng. Thời gian qua, có hàng trăm hội viên, đoàn viên thủ thừa được dây vốn của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đê Viết Dương, với mức từ 15 đến 50 triệu đồng một hộ. Hiệu quả từ chương trình rất lớn, có phần tạo động lực để người dân dưng lên thoát nghèo, đồng thời xuất hiện thêm những nông dân giỏi, tiêu biểu của địa phương.